Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngân hàng Nhà nước vừa gửi đi thông báo hủy thầu vàng miếng đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, thông báo nêu rõ lý do hủy phiên thầu sáng ngày 25 tháng 4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu. Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng một lượng, cao hơn 1,6 triệu đồng một lượng so với phiên đấu thầu vàng diễn ra ngày 23 tháng 4. Đây là lần thứ hai Ngân hàng Nhà nước hủy đấu thầu vàng miếng. Trước đó, ngày 22 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước đã hủy đấu thầu vàng miếng lần thứ nhất do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định. Phiên đấu thầu này đã rời sang sáng ngày 23 tháng 4. Tại phiên thầu này có hai thành viên trúng thầu, tổng khối lượng trúng thầu là 34 lô, tương đương 3.400 lượng vàng giá trúng thầu cao nhất là 81,33 triệu đồng một lượng, giá trúng thầu thấp nhất 81,32 triệu đồng một lượng. Các chuyên gia nhận định 3.400 lượng vàng được đấu thầu thành công chưa đủ để bình ổn thị trường vàng trong nước. Ngân hàng nhà nước cần tổ chức thêm 2-3 phiên đấu thầu nữa để bán được từ 10.000 đến 15.000 lượng mới đủ tác động đến thị trường vàng, giúp co hẹp sự chênh lệch của giá vàng trong nước và thế giới. Giá vàng miếng SJC trong nước vào đầu giờ chiều giao dịch quanh mức 84 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Cụ thể, khoảng 14 giờ, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng ở mức 81,7 và 84 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, so với chốt ngày giao dịch hôm qua, mức này đã giảm 800.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Tại Doji, giá vàng SJC mua vào và bán ra ở mức 81,5 và 83,7 triệu đồng mỗi lượng, giảm 500.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với hôm qua. Thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng ở mức 82,1 và 84 triệu đồng một lượng, mua vào và bán ra. Mức này giảm ở cả chiều mua vào và bán ra 250.000 đồng một lượng so với hôm qua. Trên thị trường thế giới, giá vàng đi ngang trong phiên giao dịch ngày 24 tháng 4. Giá vàng giao ngay đứng ở mức 2.322,09 đô la Mỹ một ao. Trong phiên ngày 24 tháng 4, giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 0,2% xuống 2.338,4 đô la Mỹ một ao.